chàng trai tâm thần xin ăn, cụ bà bán xôi nạt, đã nghèo còn gặp mặt nữa. Gần đây, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh cụ bà đưa hộp xôi cho một người đàn ông đen đúa, nhếch nhác, với dòng nội dung khiến cư dân mạng xúc động. Một cụ bà vừa đẩy xe xôi mặn ra, chưa kịp bán đã có một chàng trai bị tâm thần tấp vào, xòe tay xin. Bà cụ gắt giọng, đã nghèo còn gặp mặt nữa. Nói thế nhưng bà vẫn lấy hộp xốp, xúc xôi để đặn đưa cho anh. Ấn hộp xôi vào tay kẻ khốn cùng rồi bà thở dài, lẩm bẩm, nghèo thì cũng đã nghèo rồi. Ngồi sát vào trong tường ăn đi ông, rồi dặn người đàn ông nếu ăn không no thì đến lấy thêm, bài viết chia sẻ. Bà cụ xuất hiện trong bài viết là bà Nga, tên thật là Nguyễn Thị Bửu, 73 tuổi. Bà Nga sống bằng nghề bán xôi trên đường Cống Quỳnh, đoạn trước phố đi bộ Bùi Viện. Bà Nga cho hay, bản thân rất bất ngờ khi hành động của mình được chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đã nghèo còn gặp mặt nữa, bà Nga vừa nói vừa cười, chứng tỏ vẫn nhớ câu cửa miệng đã thành thương hiệu của mình. Theo bà Nga, sự việc đã xảy ra từ 4 năm trước, gần đây được quan tâm trở lại. Điều đáng buồn là người đàn ông bị tâm thần đi xin ăn xuất hiện trong bức ảnh này đã qua đời. Lúc đó vì mới dọn hàng ra, chưa kịp bán cho ai nên tôi hơi khó chịu với cậu ấy. Nhưng nghĩ lại, chỉ có một gói xôi, mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn, không có lý do gì tôi không cho người ta cả. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, cho đi một thì sẽ được nhận lại 10, bà bộc bạch.